Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Trong video này, Biển Xanh chia sẻ và quay cho anh chị mình xem một căn nhà cho thuê giá rẻ chỉ với 2 triệu 500 ngàn trên một tháng anh chị nhé. Giá cho thuê là 2,5 triệu một tháng. Căn này một trệt một lầu, diện tích là ngang 4 dài 12, hướng Bắc, rất là mát mẻ, đường nhựa, nước máy, vỉa hè cây xanh, nằm trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Anh chị mình đang tìm nhà thuê để ở lâu dài thì mình có thể quan tâm căn này. Căn này thì cho thuê lâu dài luôn anh chị nhé, giá 2,5 triệu trên một tháng, chưa tính điện nước. Nhà sạch sẽ, thoáng mát, anh chị mình thuê là chỉ việc dọn dẹp vào ở ngay. Căn này hướng Bắc, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà tắm WC. Quý anh chị mình đang tìm nhà thuê thì mình có thể xem được video này của em thấy phù hợp thì hãy kết nối Zalo qua số hotline 0337 730 4018. Em sẽ dẫn mình xem nhà nhé và làm hợp đồng thuê. Mình thuê thì mình chỉ việc đặt cọc 1 tháng và thanh toán 1 tháng. Giá cho thuê là 2 triệu 500 ngàn 1 tháng anh chị nhé, hướng Bắc ạ, 412 một trệt một lầu. Ngay trong lòng khu đô thị Cát Tường Phú Sinh và ở dãy này thì những cô chú anh chị người ta ở rất là đông. Anh chị quan tâm thì hãy kết nối với Biển Xanh nhé. Chúc anh chị mình nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống.